thế kỷ 21 sinh viên vương khang hồn xuyên lịch sử cổ đại, trở thành bá tước phủ bên trên bại gia thiếu gia. Đời trước quá nghèo, đời này chỉ muốn kiều thê mỹ quyến, sống mơ màng màng, thoải mái làm một kẻ bại gia tử lừa dối qua ngày. Nhưng chưa từng nghĩ gia tộc nguy cơ tứ phía, bên ngoài phiền toái không ngừng. Vì thế vương khang bất đắc dĩ đi lên con đường cuộc khởi, bại gia bại ra gia tại bạc triệu, bại gia bại ra bá nghiệp đế quốc mà ta phải làm bại gia tử mạnh nhất đế quốc này. Tiểu thuyết mấu chốt. Đế quốc bại gia tử không đạn cửa sổ, đế quốc bại gia tử TXT toàn tập đao loa, đế quốc bại gia tử chương mới nhất đọc. Chương 1. Bá tước Nhi tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Con trai bá tước này nghe nói chưa? Thiếu gia bại gia phủ bá tước Phú Dương bị sét đánh. Đã sớm biết, đêm qua tỉnh lại tỉnh lại cũng không nói lời nào, hình như là choáng váng. Choáng váng cũng tốt, choáng váng sẽ không phá sản, nếu không phú dương bá gia sản sớm muộn làm cho hắn bại sạch. Hôm nay, toàn bộ Dương Châu Thành đều đang lưu truyền đại sự phát sinh ở phủ bá tước phú dương. Mà lúc này chủ nhân sự kiện Vương Khang đang lười biến ngồi ở trong phòng tinh xảo, gian phòng rường cột chạm trổ, đồ dùng bằng gỗ tử đang cực kỳ xa hoa. Vương Khang vốn là một cái thế kỷ 21 sinh viên, thành tích ưu tú học thức uyên bác tại thư viện đọc sách lúc đột nhiên cháy dưới nguy cơ liền nhảy lầu chạy trốn sau đó liền hồn xuyên đến thế giới này xuyên việc tự xuyên việc đi còn không có chọn được một cái thân phận tốt người này cũng gọi vương khang hấp thu người này toàn bộ trí nhớ hắn liền biết đó là người nào đây chính là toàn bộ dương châu nổi danh phế vật tiêu chuẩn bại gia tử không có một chút tốt thanh danh khoảng cách hắn tỉnh lại đã hơn nửa ngày vương khang vẫn là không muốn nói chuyện Mạc danh kỳ diệu đi tới cổ thời, vẫn là lịch sử hỗn loạn trên không thời đại, nào có nhanh như vậy tiếp nhận, cho rằng đây là viết tiểu thuyết A. Vương Khang đánh giá hoàn cảnh xa hoa trong phòng, không thể không nói tên xui xẻo này có một người cha tốt. Bá Tước Phú Dương là đại biểu điển hình của quý tộc bình dân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nên gia nghiệp bạc triệu, hai năm trước trong cuộc chiến tranh giữa triệu quốc với Việt quốc, hào quyên góp tài vật kết xù, cho nên được triệu hoàng thưởng thức, được phong Bá Tước Phú Dương một người giàu có thể so với toàn bộ Dương Châu, nhất cử từ thương nhân bình thường trở thành quý tộc bình dân, hơn nữa còn rất được ân sủng. Theo lý thuyết sống lại ở gia đình như vậy, Vương Khang hẳn là rất vui vẻ, chỉ là vừa nghĩ đến người này thiết lập. Hắn liền có chút đau nhạt. Mẹ nó, bại gia tử liền bại gia tử Vương Khang lầm bầm một câu, có thể sống lại một đời, trở thành xuyên qua một đám, coi như là ông trời ân sủng. Kiếp trước quá nghèo, bại tử này liền thoải mái thoải mái làm một bài gia tử lừa dối qua ngày cuộc sống như vậy tự hồ cũng không tệ a à, vương khang nội tâm cảm thán con ta ngươi không phải là thật ngốc đi lúc này một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân tiến lại gần nhìn vương khang nghi hoặc nói hắn chính là lão cha tiện nghi của vương khang bá tước phú dương vương đỉnh xương ngươi mới choáng váng vương khang đảo cặp mắt trắng giả bất đắc dĩ nói hắn sợ dĩ bất đắc dĩ là bởi vì nguyên lai vương khang chính là nói chuyện với cha hắn như vậy. vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? vương đỉnh xương trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, cho tới từ con trai mình tỉnh lại, đây vẫn là lần đầu tiên mở miệng. ta đang nghĩ ta nên phá sản như thế nào. vương khang tức giận đáp: vậy ngươi nghĩ tới chưa? vương đỉnh xương lại hỏi. không, vương khang duỗi lưng nhảy xuống giường tùy ý nói: bài một bước thì xem một bước thôi ha ha ai nói con ta choáng váng nghe nói như thế vương đỉnh xương chẳng những không có tức giận ngược lại vui vẻ cười ha hả truyền ta mệnh lệnh con ta khôi phục bình thường phụ bá tước quốc khánh ba ngày có một người cha như vậy lo gì không phá sản ánh mắt vương khang cổ quái nhìn cha tiện nghi của hắn tiểu tử này đây là ánh mắt gì vương đỉnh xương trừng mắt nhìn vương khang lập tức lại hỏi ngươi thật sự là bị sét đánh vâng vương khang gật đầu đáp một tiếng bất quá lúc cúi đầu trong mắt lại hiện ra một tia lạnh ý dung hợp nguyên bản vương khang toàn bộ trí nhớ hắn biết rõ kẻ xui xẻo này bị sét đánh cũng không phải ngoài ý muốn ray sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào đầu một người nào đó hắn bị người ta dụ dỗ hãm hại đó là ngày hôm trước vương khang theo thường lệ cùng mấy hồ bằng cẩu hữu tụ hồi vui chơi đúng lúc sắc trời tối đen sắp mưa trong đó có một cẩu hữu tên là liễu thành đề nghị thừa dịp trời mưa gió lớn đi thả diều. Trời mưa thả diều, cái này không khác gì bật đèn pin đi về đúc cê, muốn chết. Khi thật sự thả diều, mấy người khác đều tránh xa, duy chỉ có kẻ xui xẻo là thả. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đưa tới lôi điện đem đánh chết, lúc này mới có vương khang cơ duyên xảo hợp hồn xuyên. Loại thường thức này ở kiếp trước chỉ sợ là trẻ con đều biết, ở cổ đại người biết cũng không nhiều, kẻ xui xẻo hiển nhiên cũng ở đây liệt cho nên mới bị tính kế. Loại chuyện này căn bản là nói không rõ, cũng không có chứng cứ xác thực. Nếu đã tiếp nhận thân phận hiện tại, thù này nhất định phải báo. Lúc trước tên xui xẻo kia, chỉ biết phá sản căn bản không có tâm kế gì, tiêu tiền như nước cho liễu thành mấy tên kia mượn không ít tiền. Bọn họ hiển nhiên là không muốn trả số tiền này, vì vậy liền bày ra vụ giết người bí mật này. Chỉ cần đem người giết, cũng không cần trả tiền, mà hắn tiếp nhận trước vương khang trí nhớ, tự nhiên rõ ràng tiền căn hậu quả. Tự hồ còn liên quan đến tranh giành lợi ích của hai gia tộc. Báo thù, đây cũng là vương khang cho mình đi tới cái thế giới này định mục tiêu thứ nhất. Đừng ngẩn người rồi lại nghĩ cái gì. Lúc này vương đỉnh xương mở miệng cắt đứt suy nghĩ của vương khang, mau đi tắm rửa một chút, vị hôn thê của cậu đến rồi, chuẩn bị nghênh đón. Vương Khang vẻ mặt nghi hoặc, đây là người xuyên việt phúc lợi sao? nhưng mà ta không phải đã nói với ngươi đó là một người bạn cũ của ta người vĩnh châu năm đó hắn làm ăn gặp khó khăn ta ra tay giúp một tay liền cho ngươi đính hôn ước như vậy cô nương kia chẳng những dung mạo tú lệ càng là tài hoa xuất chúng vương đỉnh xương dừng một chút lại nghiêm túc nói nàng còn có danh xưng tại nữ vĩnh châu hiện tại trong nhà hắn đắc tội dệt may cần phải đi quan hệ của ta ta lúc này mới nhân cơ hội cho các ngươi gặp mặt tiểu tử ngươi cho ta chút điểm tâm. Vương Đỉnh Sương dặn dò một phen lúc này mới rời đi, nghĩ đến là đi chuẩn bị công việc nghênh đón, mà Vương Khang thì vẻ mặt mất tự nhiên. Mỹ nữ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng người ta có thể coi trọng hắn phá gia tử này sao? Kế tiếp Vương Khang chân chính hưởng thụ một phen phú nhị đại sinh hoạt, tại mấy cái xinh đẹp thì nữ hầu hà hà, Vương Khang mỹ mỹ tẩy rửa một chút. Bồn tắm nhân tạo lớn để cho hắn ở bên trong bơi lội cũng là đủ rồi, bên cạnh còn có chuyên cung cấp sưởi ấm lò sưởi, cái kia mặc áo mỏng thị nữ, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Xã hội phong kiến vạn ác, Vương Khang có chút mê say, bắt chước kẻ xui xẻo, bước đi lục thân bất nhận, Vương Khang đi ra khỏi phòng của mình. Bên ngoài là một hành lang dài. Tám cây cột màu đỏ thẳm tách ánh mặt trời ra, ngoài hành lang là một đình viện vung vức, trong viện xuân hoa rực rỡ, đoàn đoàn gấm vóc, đây mới chỉ là phủ bá tước một góc, vương khang dừng bước nhắm mắt nhẹ ngửi một chút. Đúng vậy, mùi xa xỉ. Mở mắt ra, vương khang có chút ngây dại, ở trước mắt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một mỹ nữ cổ trang, lông mày liễu nhỏ, mắt phượng đan, môi như dáng điểm, mắt như sao sớm. Trên người nàng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, bên hông tinh tế bị một sợi tơ lụa cuốn quanh, càng lộ vẻ xinh đẹp. Kiếp trước bị quái phẫu thuật thẩm mỹ tràn ngập, Đột nhiên nhìn thấy loại mỹ nữ tự nhiên này, Vương Khang nhất thời kinh ngạc, làm sinh viên khoa văn hán thuận miệng nhân tiện nói. Vân tưởng sim y hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng. Nghe được hai câu thơ này, đôi mắt Lâm Ngữ yên sáng ngời, nhăn mày nhíu lại âm thầm suy tư, đây là phế vật phá gia tử nổi danh kia sao? Làm sao còn có thể làm ra câu thơ có ý cảnh như thế? Nếu như ngực phát triển thêm một chút, vậy thì càng hoàn mỹ. Vương Khang vuốt cầm lại bình luận. Đăng đồ tử. Nghe được một câu như vậy, hảo cảm của Lâm Ngữ Yên đối với Vương Khang trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi uống một câu liền xoay người rời đi. Lưu lại Vương Khang vẻ mặt dại ra. Không tốt. Nói nhiều quá. Hết chương này. Chương 2. Ta chỉ tin ta chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Tôi chỉ tin bản thân mình Vương Khang cùng lão bộc đi xuống phòng khách, nơi này là nơi nghênh đón khách nước ngoài. Nhập môn, đối diện với một tấm bình phong bằng vàng điêu khắc, lộng lẫy mà khí thế, trước bình phong là một án dài bằng gỗ lê, trước đó thì bày một cái bàn bát tiên, hai bên trái phải phối hợp với ghế thái sư. Vương Đỉnh Sương ngồi ở tay phải, mà ở bên trái thì ngồi một người trung niên kém Vương Đỉnh Sương không nhiều tuổi lắm, người này ăn mặc hoa lệ cầu kỳ, bụng bự vừa nhìn chính là người buôn bán mà ở vị trí hạ thủ, vì nữ tử thanh lệ vừa rồi vương khang nhìn thấy đang ngồi ngay ngắn, thấy một màn như vậy, vương khang nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái này cổ trang mỹ nữ chính là tiện nghi lão tí tìm cho hắn vị hôn thê? Con ta đến rồi, mau vào gặp bác lâm của ngươi. Vương đỉnh xương gọi vương khang. vừa rồi ngữ yên còn nói đi tìm ngươi, ngươi đã tới rồi. đúng là tìm được, nhưng bị ta đắc tội, vương khang âm thầm nói thầm thấy vương khang ngốc đứng không nói lời nào vương đỉnh xương lại chỉ vào nữ tử thanh lệ nói đây chính là con gái của lâm bá ngươi tên là lâm ngữ yên các ngươi khi còn bé còn gặp qua ngươi thấy thế nào vương khang tùy ý nói hắn tự biết đã đem người ta đắc tội cho nên cũng không cần nhiều lời vương đỉnh xương cau mày hiển nhiên đối với vương khang tùy ý thái độ không hài lòng lại là hỏi vậy ngươi có thích hay không hắn biết con trai mình là cái gì được tính nói như vậy cũng là vì sáng tạo cơ hội cho vương khang yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu mỹ nữ ai không thích vương khang ra vẻ đương nhiên hả đăng đồ tử này lại nói ra câu như thế câu này mặc dù có vẻ nhẹ nhàng nhưng ý cảnh kéo dài lâm ngữ yên vốn có tên tại nữ đối với thi từ văn chương rất có nghiên cứu nghe nói câu này nhất thời thích vô cùng mà phụ thân lâm hải đường âm thầm cho phép Thành danh phá gia tử của Vương Khang chẳng những nổi danh ở Dương Châu, ở Vĩnh Châu sát vách cũng truyền bá rất rộng. Hắn tự nhiên là không muốn để cho nữ nhi vào hổ khẩu, nhưng hôm nay hắn có việc yêu cầu phú dương bá, không làm như vậy cũng không có cách nào. Bất quá giờ phút này xem ra, lời đồn đại cũng không thể tin hết, xuất khẩu thành thơ có thể kém tới chỗ nào. Nhìn thấy biểu tình của mấy người, Vương Khang thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ ở thế giới này ngay cả kinh thi cũng không có sao không thể nhiều lời nói nhiều tất thất trước kia vương khang ngôn ngữ thô tục cho dù thay đổi cũng muốn tuần tự tiến hành vương khang hạ quyết tâm nên chuồng nghĩ đến phá gia tử tác phong vì không để lộ dấu vết vương khang lập tức hướng về phía vương đỉnh xương đưa tay ra cha ta này đại nạn không chết nên đi ra ngoài dùng tiền xung hỷ a à? lời này vừa nói ra vương đỉnh xương vốn còn có chút khác thường nhất thời nhục chí con trai hắn quả nhiên chỉ biết phá sản a à. Vừa rồi câu thơ kia nghĩ đến là không biết ở nơi nào nghe được, thuận miệng nói ra đi. Cho nên đây mới là bản tính bại gia tử. Nhìn lầm, Lâm Hải Đường trên mặt mang theo biểu tình dở khóc dở cười nói: "Khang Nhi à, ngữ yên này ngươi cũng thấy, ngươi xem chuyện của hai ngươi." Cha. Lâm Ngữ Yên bất mãn với điền quái. "Rất tốt." Vương Khang suy nghĩ một chút, lại nói: "Nhưng tôi không hứng thú lắm." ngươi lâm ngữ yên nhất thời nghẹn lời nàng tuy rằng khinh thường vương khang nghe vậy cũng là trong lòng không phục cái gì gọi là hứng thú không lớn lâm hải đường nhi hoặc nói nữ nhi của ta tài mạo song toàn ở vĩnh châu người thích không biết bao nhiêu ngay cả vĩnh định phủ bá tước thế tử nhưng đều theo đuổi a à. ngài hiểu lầm rồi vương khang trấn trọng nói không phải lâm cô nương không tốt là so với mỹ nữ ta thích tiêu tiền hơn cái này, Lâm Hải Đường hết chỗ nói, hắn trăm triệu lần nghĩ đến dĩ nhiên bị cự tuyệt, mà cự tuyệt lý do còn như vậy tươi mát thoát tục, là nên khóc đây hay là nên cười đây. Xú tiểu tử này, vương đỉnh xương xấu hổ không thôi, nhìn nhi tử vẻ mặt ngại ngùng cho dù có tức giận lớn hơn nữa cũng không tức giận được. Vương gia đời thứ ba đơn truyền, đến bây giờ liền vương khang này một cây con độc, làm sao có thể không đau. Thở dài, vương đỉnh xương bất đắc dĩ khoát tay nói. Ngô quản gia, đi lấy cho thiếu gia 300 kim tệ. Lâm Hải Đường hít sâu một hơi, một cái ba người gia đình một tháng sinh hoạt phí kém không nhiều lắm cũng liền hai cái kim tệ. Cái này bà gia thiếu gia đi ra ngoài một chuyến liền cầm 300 kim tệ, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này hôm nay Phú Dương bá nên có bao nhiêu tiền, khó trách sẽ được triệu hoàng ân sủng. Cảm ơn cha. Vương Khang vui vẻ đáp, có một người cha có tiền thật là tốt. Chờ một chút vương khang đang cất bước chuẩn bị rời đi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng yêu kiều vương khang quay đầu nghi hoặc nhìn lâm ngữ yên cô gọi mình là gì lúc này lâm ngữ yên rất tức giận quả nhiên có biệt danh đặt sai tên không truyền sai khinh bạc tôi không nói còn cự tuyệt chính mình mà lý do từ chối lại là như vậy bản thân nàng đã trao mắt tất nhiên chướng mắt loại người chỉ biết gặm lão bà gia mà không tự lập này điều này làm cho nàng không nôn không vui lập tức lạnh giọng mở miệng nói nghe nói hôm trước ngươi bị sét đánh vâng vương khang gật đầu anh có nghĩ tới nguyên nhân là gì không lâm ngữ yên đứng lên không có cũng lười nghĩ vương khang thản nhiên nói để tôi nói cho anh biết lâm ngữ yên đi tới trước mặt vương khang có loại khí thế bức người nàng lạnh lùng nói Vương bá phụ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không biết trả giá bao nhiêu vất vả mới có thể có gia nghiệp như thế, mà người thân là con người lại không biết quý trọng, ngược lại tiêu xài vô độ, bị xét đánh chính là ông trời đối với ngươi trừng phạt. Ngươi may mắn mà sống lại không biết hối cải, chẳng lẽ không sợ gặp lại một lần sau? Lâm Hải đường biến sắc cuốn quyết đứng lên, lời này nói quá nặng, tương tự như nguyện rủa. hắn rõ ràng nhìn thấy vương xương đỉnh sắc mặt cũng khó coi vốn còn muốn dựa vào người ta hôm nay đây không phải là hoàn toàn đắc tội rồi sao ta không sợ không để ý tới thần sắc của người khác vương khang lạnh nhạt đáp làm như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của lâm ngữ yên anh lại bổ sung tôi không sợ là bởi vì tôi không tin tôi không tin trời không tin mệnh vậy anh tin cái gì lâm ngữ yên bị dẫn vào theo bản năng hỏi vương khang nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng kiên định nói Ta chỉ tin chính mình. Vương Đỉnh Sương vỗ đùi đột nhiên đứng lên, đem tất cả mọi người hoảng sợ, hắn kích động nói: "Không tin trời không tin mệnh, chỉ tin chính mình, lúc này mới ta Phú Dương bá nhi tử." Ngô quản sự, đi lấy 500 kim tệ, còn ta phá sản 300 kim tệ làm sao đủ, ha ha. Cảm ơn cha." Vương Khang cũng cười nói với Cổ Hải Đường một tiếng, sau đó liền dẫn Ngô quản sự đi lấy tiền nhìn bóng lưng vương khang rời đi khuôn mặt xinh đẹp của lâm ngữ yên âm tình bất định không biết đang suy nghĩ gì mà trong mắt lâm hải đường lại tràn ngập thâm ý hắn phát hiện mình hình như lại nhìn lầm rồi kim tệ là bộ dáng gì vương khang thông qua trí nhớ của kẻ xui xẻo đã biết được thế giới này tiền chia làm ba loại vàng bạc đồng ở giữa đổi tỷ lệ là một trăm vẻ ngoài giống nhau kém không nhiều lắm kiếp trước đồ uống nắp bình lớn nhỏ chất liệu bất đồng giá trị cũng bất đồng mặc dù có chuẩn bị, nhưng thật làm 500 kim tệ đặt ở trước mặt lúc, vẫn không khỏi có chút ngẩn người. Vương Khang hiện tại chỉ có một loại cảm giác, tiền này sáng quá, vàng này vàng quá. Hết chương này. Chương 3 Đêm nay toàn trường tiêu phí do Vương Công Tử tính tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Đêm nay toàn trường tiêu phí do Vương Công Tử trả tiền đối với cuộc sống bại gia sắp tới Vương Khang tràn ngập chờ mong, trên thực tế đây cũng là chuyện bại gia thiếu gia mỗi ngày nhất định phải làm. Bá tước thiếu gia xuất hành, muốn đi theo làm bạn khẳng định không ít, nhưng hôm nay Vương Khang chỉ dẫn theo vài người, một cái có cao cường vũ lực hộ vệ, một cái quanh năm hầu hạ hắn lão bộc. Còn có một người hầu hạ hắn. Không hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh này vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Mặc vào tốt tơ lụa mây quần áo, cà lơ phất phơ Vương Khang đi ra phủ bá tước thiếu gia chúng ta đi đâu? Lúc này lão Mã Đức mở miệng hỏi. Phải, phải đi đâu đây? Vương Khang cũng đang suy nghĩ vấn đề này, dựa theo tập tính phá gia tử, điểm này là đi thanh lâu uống rượu khoác lát. Hay là cũng đi thanh lâu dạo một chút? Vương Khang có chút ý động, nhưng hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc bại gia tử tập tính, gặp được người quen sợ lộ ra dấu vết. Vương Khang suy nghĩ một chút nói. Tìm một nơi chưa từng đi qua đi. Thiếu gia toàn bộ thanh lâu dương châu thành, ngài hình như chưa từng đi qua. Hồ vệ hiểu được ý tứ của Vương Khang, mở miệng đáp. Vương Khang có chút xấu hổ uống một câu, hồ vệ này tên là Chu Thanh, tuổi đại khái khoảng 30, là phụ bá tước lão nhân, chuyên cách bảo vệ khang thiếu. Ta đây nghĩ lại, Vương Khang dừng một chút nói. Có, đúng là có thanh lâu thiếu gia chưa từng đi qua, không? Là nơi này lúc này gã sai vặt áo xanh lương đại tráng dáng người có chút mập mạp mở miệng nói thành nam có một gia đình phong nhã các ngài chưa từng đi qua được đi đến đó vương khang định giai điệu phía trước dẫn đường được lương đại tráng thống khoái đáp sau đó lại trông mong nhìn vương khang vương khang biết hắn có ý gì bất đắc dĩ nói xem thưởng đây là phong cách nhất quán của kẻ bại gia nghe được vương khang phân phó hộ vệ chu thanh mặt không chút thay đổi từ trên lưng trang kim tệ rương lấy ra hai cái kim tệ đưa cho lương đại tráng cảm ơn thiếu gia lương đại tráng nhất thời tươi cười rạng rỡ một đôi mắt nhỏ hiếp thành hai cái khe nhỏ vui vẻ ở phía trước dẫn đường không bao lâu mấy người đã đi tới phong nhã cát đến nơi này hắn liền biết tên xui xẻo vì sao trước kia không muốn tới ấn tượng đầu tiên cho vương khang chính là đơn sơ cũng không có mấy mỹ nữ ăn mặc xinh đẹp đứng ở cửa như vương khang dự liệu nên đón người đi đường qua lại ném khăn tay hô đại gia tới chơi một chút a à. theo lý thuyết vị trí này cũng không kém nhưng cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng xuyên thấu qua cánh cửa mở rộng có thể nhìn thấy không gian bên trong rất lớn nhưng bàn ghế bày ra lại có vẻ tương đối cũ kỹ thưa thất ngồi mấy người nhàm chán uống rượu đối diện cửa có một cái đài gỗ trên đó có mấy viên đàn nữ cầm đàn tranh ở giữa còn có một nữ tử tư sắc không tệ ngâm nga tiểu khúc đây không phải là thanh lâu đây rõ ràng có điểm giống kiếp trước thanh đi a à, trang hoàng rách nát như thế khó trách không ai đến bất quá nhìn thấy cảnh tượng này vương khang trong đầu đột nhiên sinh lên một ý niệm suy nghĩ một chút hắn trong lòng có chủ ý giống như gia tộc của cẩu hữu liễu thành còn có buôn bán phương diện này không bằng ta cũng mở một nhà có kiếp trước kinh nghiệm còn không phải là làm ăn thịnh vượng, một mặt có thể trả thù liễu gia, cũng có thể thỏa mãn chính mình hưởng lạc, chẳng phải là vô cùng tốt. Suy nghĩ hiện lên, vương khang hướng về phía cửa sông thẳng vào, kiêu ngạo hô to. Hôm nay liền chọn cái này. Cái này kiêu ngạo tiến vào, dương châu trong thành ai không biết khang thiếu đại danh, rất nhanh đã có người cái rắm ngã cái rắm chạy tới tiếp đãi Người chính là quản sự nơi này. Vương Khang nhìn Lưu Đại Toàn vẻ mặt nịnh nọt dương mắt hỏi vân vân, khang thiếu chính là trưởng quỷ phong nhã các. Lưu Đại Toàn cẩn thận từng ly từng tí nói, được khang thiếu nể mặt có thể giá lâm tiểu điếm, ngài mau lên lầu mời, phía trên có phòng riêng. Phong nhã các. Đúng là một cái tên hay. Vương Khang đánh giá nữ tử uyển chuyển đang ngâm nga tiểu khúc trên khán đài kia như có điều suy nghĩ nói. Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân sao có thể đặt tên phong nhã như thế, cửa hàng này là ta tiếp nhận từ chỗ người khác, chỉ là làm sao kinh doanh không tốt mới tạo thành hiện tại nghèo túng kinh doanh không tốt tôi thấy là phải khấu trừ lục soát mới đúng vương khang lạnh lùng nói nhìn bài trí nơi này rõ ràng cũ kỹ có chân bàn vẫn là một bên cao thấp ngay cả đầu tư cũng không có làm sao có thu nhập thấy vương khang đánh giá nữ tử uyển chuyển kia lưu đại toàn ho khang một tiếng nói tiểu điếm tên là thanh lâu kỳ thực đã sớm không làm ăn da thịt chỉ vì tiểu nhân thật sự vô lực mời danh ưu liên nhân vị kia xem như đứng đầu phong nhã các chúng ta chỉ là nữ tử này bán nghệ không bán thân chỉ là mỗi ngày hát khúc cũng không bồi dường lưu đại toàn lại là nói bất quá nhược khang ít có nhã hứng ta có thể an bài người đi nơi khác tìm mấy cái chỉ là không biết ngài có yêu cầu gì nghe được lưu đại toàn nói chuyện vương khang cũng có chút im lặng tuy có ý động nhưng cũng không muốn tùy ý tìm loạn một mạch như thế lập tức liền nói hôm nay tiểu gia đi ra chỉ là tìm một nơi uống rượu những thứ khác liền tạm thời không cần phòng bao cũng không đi ngay tại đại sảnh hôm nay tiểu gia cùng dân đồng vui lưu đại toàn kích động nói nếu không có yêu cầu đặc thù kia càng thuận tiện hơn một ít vội vàng mời vương khang tìm một chỗ sạch sẽ cái bàn ngồi xuống chỉ là ngươi cái này người có chút ít a à. vương khang đánh giá xung quanh nơi này diện tích không nhỏ nhưng thưa thớt chỉ ngồi mấy bàn đây không phải thanh tịnh sao lưu đại toàn cười khang nói vương khang nhướng mày nói đồ thanh tịnh lão tử tới ngươi cái này làm gì đi cho ta ra đường ngăn khách đi chỉ cần kéo tới người đêm nay toàn trường tiêu phí do ta vương công tử trả tiền vương khang đứng lên hào khí nói lão tử đêm nay liền muốn náo nhiệt ở xuyên qua trước đó vừa vặn có một cái điện ảnh đang chiếu nóng gọi là đại nhân vật bên trong liền có một câu như vậy đêm nay toàn trường tiêu phí đều do triệu công tử trả tiền lúc ấy khi anh xem phim hâm mộ không thôi hôm nay có thể thực hiện nhanh như vậy loại cảm giác này thật sự không cách nào hình dung hơn nữa còn có thể bảo trì bản thân người thiết lập kẻ xui xẻo cứ như vậy a à. tuyệt không đột ngột nghe được vương khang hào ngôn chu thanh khóe miệng co rút thiếu gia từ bị sét đánh qua đi càng phá sản mau đi a à, nhìn vẻ mặt dại ra lưu đại toàn vương khang trừng mắt một cái hỏi đáp thắc mắc hỏi cách đau loa vương khang cũng không nói gì qua tay lấy ra một nắm kim tệ ném lên bàn Hoa! Wow. nghiêm túc lưu đại toàn trừng lớn con mắt người khác ra cửa lấy hà bao cổ tay áo thả tiền phá gia tử trực tiếp là dùng trương đựng còn đều là kim tệ tối nay sẽ phát triển lưu đại toàn đem trên bàn kim tệ một phen thu hồi lớn tiếng nói trương tam tiểu lý đều cùng lão tử đi ra ngoài ngăn khách Khang Thiếu muốn náo nhiệt. Tất cả chi phí đêm nay đều do Vương Công Tử trả. Hết chương này. Chương 4 Có thể hay không mời đến? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Mời đến tiền lực lượng quả nhiên vô cùng, ở cực lớn hấp dẫn hạ, chỉ chốc lát liền có mấy nhóm người đi vào phong nhã các. Nghe nói bà gia tử đại danh đỉnh đỉnh muốn mời khách, loại cơ hội ăn coi tiền như rác này ai sẽ bỏ qua. Khang Thiếu gia lại phương diện khác có lẽ không thể tin, nhưng ở phương diện phá sản này uy tín vẫn có bảo đảm. Tin tức càng truyền càng rộng, người mộ danh mà đến cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đem đại sảnh ngồi đầy, mà ngay cả trên lầu phòng bao cũng đều chiếm đầy đăng nhập. Lưu Đại Toàn sờ lên trên đầu chảy ra mồ hôi nóng, hắn có chút hối hận, nếu là trước kia bỏ được tiêu tiền, cố cái mụ mụ tan, tìm lên một đợt chim oanh, đêm nay thật đúng là kiếm lời lớn. Bất quá cái này cũng đủ rồi, chỉ rượu trà trái cây cũng có thể bán ra không ít tiền. Ánh mắt Lưu Đại Toàn rơi vào trên người Vương Khang cảm thán nói, bại gia tử A. Đúng lúc này, có một nam tử trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Lan tay cầm quạt xếp, có sức thư sinh đi tới bên người Lưu Đại Toàn. Lưu trưởng quỷ, hôm nay làm sao vậy? Sao lại có nhiều khách như vậy? Thư sinh nam tử hỏi. À, nguyên lai là trương công tử tới. Lưu Đại Toàn chào hỏi, lại hạ giọng nói. Ngươi còn không biết sao, hôm nay Khang Thiếu may mắn đi tới Bỉ Điếm, thấy ta trong tiệm khách này khách nhân thư thất thật là quạn cu ẻ, trong lòng không vui, liền để cho ta đi trên đường tuyên truyền ngăn khách. Tất cả tiêu phí, đều do Khang Thiếu trả tiền. Lưu Đại Toàn vỗ vai Trương Công Tử, ngươi hôm nay phí dụng có thể tiết kiệm. Khang Thiếu Thiếu gia siêu cấp bại gia kia Trương Công Tử hừ lạnh một tiếng nói người đọc sách chúng ta từ trước đến nay thanh cao tất nhiên là khinh thường loại đồ ăn xin này chi phí của ta ta tự mình trả mau sắp xếp vị trí cho ta ta đến xem lý cô nương khiêu vũ trương cán sinh khép quạt lại ngạo nghễ nói mà giờ phút này vương khang đang hưởng thụ ánh mắt sùng kính của người chung quanh bại gia tử ai cũng hận nhưng chỉ cần có một điều kiện tiên quyết chính là yêu đó chính là cho bọn họ tiêu tiền vương khang hiển nhiên là vế sau sảng khoái thật sự là quá sảng khoái lúc này mới có kiếp trước ngâm ba cảm giác nghe âm nhạc uống rượu nhỏ thổi ngưu chính xác vương khang làm tất cả những điều này chỉ là vì hoài niệm những gì đã từng không thể quay về bất quá bầu không khí là có hoàn cảnh liền không quá giống vương khang có chút tiếc nuối cầm lấy chén uống một ngụm rượu rượu ở trong miệng còn chưa nuốt xuống liền trực tiếp phun ra ngoài mẹ nó đây là rượu gì chẳng những mùi rượu nhạt còn có mùi nước rửa chén lưu đại toàn ngươi lại đây cho ta vương khang lớn tiếng hô khang thiếu ngài còn có gì phân phó lưu đại toàn vội vàng chạy tới ngươi có phải hay không khinh thường ta a à? đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu cho ta mang lên cái này gọi là rượu gì lưu đại toàn cuốn quýt nói cái này túy hoa những là chúng ta dương châu thành lớn nhất tửu lâu túy hoa cư sản xuất coi như là thượng đẳng tinh nhưỡng tiểu nhân cũng không dám lừa gạt khang thiếu a à. vương khang vĩ nhìn lương đại tráng lương đại tráng cầm lấy chén rượu uống một ngụm nói thiếu gia không sai a à, đây đúng là túy hoa nhưỡng rượu này ở túy tiên cư bán 50 ngân tệ một bình người bình thường uống không nổi đây là rượu ngon thượng đẳng ngay cả bia kiếp trước cũng ngon hơn nhiều vương khang nghi hoặc chẳng lẽ kỹ thuật ủ rượu của thế giới này rất kém cỏi xem ra là như vậy đây ngược lại là con đường về sau mình có thể ủ rượu chẳng những mình có thể uống còn có thể bán lấy tiền vậy ngươi đi gọi cô nương khiêu vũ trên đài tới cho ta bản thiếu gia tìm nạn có việc vương khang lại nói hắn quan sát nữ tử uyển chuyển kia một hồi nữ tử này ngâm nga tiểu khúc thanh âm kỳ ảo mờ mịt thanh âm cực kỳ giống vương phi kiếp trước hiện tại nàng lại nhảy múa dáng người đầy đặn ưu nhã Vương Khang đã nhìn thấy không ít nam tử, gắt gao nhìn chầm chầm nàng nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy cô nương này rất có giá trị bồi dưỡng, chuẩn bị dạy nàng mấy thủ khúc, đem ca khúc kiếp trước chuyển đến nơi này, vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng hoài cổ của mình. Nghe được lời này, Lưu Đại Toàn cũng không ngoài ý muốn, khi Vương Khang vừa vào cửa hắn liền chú ý tới, ánh mắt Vương Khang một mực dừng lại trên người cô nương kia. Cô nương này gọi là Lý Thanh Mạng, là một người thanh quán, bán nghệ không bán mình, nàng cũng không phải người của phong nhã các, chỉ là ở chỗ này hát khúc khiêu vũ, kiếm chút tiền thưởng. Mà Lưu Đại Toàn lưu nàng ở chỗ này cũng là vì hấp dẫn chút ít nhân khí, nghiêm khắc mà nói hai bên chỉ là quan hệ hợp tác. Trước đó cũng có mấy say rượu cùng đồ muốn mạnh mẽ một thân phương trạch, nhưng đều bị Lý Thanh Mạng cho đánh trở về, cái này Lý Thanh Mạng là có võ công, từ đó về sau Lưu Đại Toàn càng là không dám yêu cầu người ta cái gì thấy lưu đại toàn có chút do dự vương khang cau mày nói thẳng như thế nào là như vậy khang thiếu lưu đại toàn có chút khó xử cái này lý cô nương cũng không phải tiểu điếm người hơn nữa thời gian này có không ít công tử đều là đặc biệt đến xem lý cô nương khiêu vũ nếu là để cho nàng xuống dưới bồi ngài sợ là những người khác sẽ có vương khang trực tiếp bắt mấy miếng kim tệ ném tới lưu đại toàn trước mặt liền hỏi ngươi có thể hay không mời tới nhìn vàng rực rỡ kim tệ lưu đại toàn cắn răng một cái có thể cũng không biết lưu đại toàn nói cái gì không bao lâu liền mang theo vị cô nương kia đi tới giới thiệu vị này là khang thiếu vị này là lý thanh mạng lý cô nương lý thanh mạng thật ra là một cái tên hay vương khang nói thầm cách gần mới nhìn thấy cô nương này cũng là mỹ nhân nhất đẳng da trắng mỹ mạo chân dài có lẽ là vừa rồi đang khiêu vũ duyên cớ giờ phút này trán của nàng có một chút trong suốt mồ hôi, màu da cũng mang theo vài phần đỏ ửng, càng lộ vẻ mị hoặc. Nhất là dáng người của nàng, trước nhô sau vĩnh, mặc quần áo hơi bó sát người, càng lộ vẻ đầy đặn. Tổng hợp đánh giá, cực phẩm. Vương Khang đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng trong mắt người khác lại là một bộ sắc dục. Chúng ta đặc biệt đến xem lý cô nương khiêu vũ, sao không nhảy nữa. Không ít người hô lớn. Chờ một chút khang thiếu tìm lý cô nương có việc. Lưu đại quyền bất đắc dĩ đáp. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người trong lòng đều hô to đau tai, rất rõ ràng tên bại gia tử này là coi trọng lý cô nương, vậy còn có thể có tốt. Một phen ồn ào này, cũng làm vương khang bừng tỉnh, ho khang một tiếng nói. Lý cô nương mau mời ngồi, ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thảo luận về phương diện âm nhạc, mặt khác còn có phương diện vũ đạo. Âm nhạc Lý Thanh Mạng nghi hoặc mở miệng, giọng nói của cô Linh hoạt kỳ ảo dòng tan. Đó là âm thanh và nhạc, tôi gọi nó là âm nhạc, Oan Can giải thích. À, hình dung này lại càng tăng thêm sức mạnh, Lý Thanh Mạng chợt nói, nhưng không biết Khang Thiếu muốn thảo luận về âm nhạc gì. Nàng nói xong trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, chỉ có người phá gia tử còn hiểu được khúc nhạc. Muốn đùa dẫn chút tâm tư dâm đáng này còn không tìm lý do tốt một chút. Loại người này nàng thấy nhiều, Lý Thanh Mạng nhìn chầm chầm Vương Khang, nếu không phải lưu trưởng quỷ đau khổ cầu xin, nàng mới sẽ không tới. Nếu tên bại gia tử này dám có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, Lý Thanh Mạng âm thầm nghĩ. Hết chương này. Chương 5 Bình vui điểm khúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Bình nhạc điểm khúc Vương Khang đương nhiên không biết tâm tư của Lý Thanh Mạng, mở miệng nói. Ta vừa mới nghe cô nương hát, phát hiện mấy chỗ tì vết, nếu có thể sửa lại, mới xem như hoàn mỹ. Hắn biết loại người có tài nghệ này đều tâm cao khí ngạo, nhất định phải lấy ra chút gì đó, mới có thể làm cho nàng tin phục. Hơn nữa, vừa rồi lý cô nương này hát ca khúc, hắn vừa vặn là biết. Nhưng mà, lời này của Vương Khang vừa ra, không chỉ là thần sắc lý thanh mạng biến hóa, mà ngay cả những người xung quanh nghe được cũng đều mặc lộ vẻ trào phúng người phá gia tử này còn hiểu được khúc nhạc. Còn muốn bới móc tật xấu của người ta, đây không phải là tự mình đánh mặt mình sao? Vương Khang hiển nhiên biết đám người này là nghĩ như thế nào, hắn ánh mắt rơi vào Lý Thanh Mạng trên khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười nói. Cô nương chớ là không tin sao? Trên mặt Lý Thanh Mạng đã có lãnh ý, bản thân nàng cũng cực kỳ yêu nhạc vũ đạo, sợ dĩ tiến vào chiếm giữ phong nhã các này một mặt là bởi vì nơi này không giống như là nơi yên hoa phong nguyệt khác mặt khác cũng là bởi vì bản thân sở thích vương khang là có ý gì nàng rất rõ ràng bất quá là thấy nàng tư sắc không tệ nổi lên ác ý nhưng lúc này vì tìm đề tài thu hút sự chú ý lại lấy khúc nhạc của nàng ra đùa giỡn điều này làm cho nàng cực kỳ không thích lập tức nàng lạnh lùng nói nếu khang thiếu tìm ra khuyết điểm của khúc nhạc ta hơn nữa khiến ta tin phục ta có thể đáp ứng khang thiếu một chuyện nghe xong lời này vương khang ánh mắt sáng lên nói chuyện gì cũng có thể. Lý Thanh Mạng thiếu chút nữa cắn nát trăng bạc, thật sự là Vương Khang những lời này ám chỉ ý vị quá nồng, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Người xung quanh cũng hiển nhiên hiểu, một bộ biểu tình mập mờ. Khang thiếu đừng nóng vội, nếu cậu nói không nên lời thì sao? Giọng Lý Thanh Mạng càng lạnh hơn. Nếu ta nói không nên lời cũng đáp ứng ngươi một việc, như thế nào? Vương Khang cười nói. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Lý Thanh Mạng hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi nói không nên lời, ngày mai liền mặt nữ trang đi một vòng quanh Dương Châu Thành là được, dám hay không dám. Chết tiệt. Mỹ nữ này có chút tàn nhẫn a, à, lại để cho hắn giả làm đại lão nữ trang. Lúc này mọi người xung quanh đều nở nụ cười, nhưng cũng cảm thấy Lý Thanh Mạng thật sự là thông minh, lại có thể nghĩ ra biện pháp như thế, mặt nữ trang đi vòng quanh thành một vòng, người bình thường đều chịu không nổi, chớ nói chi là bá tước gia thiếu gia. Chu Thanh không ngừng cho Vương Khang nháy mắt. Đối với nhà mình thiếu gia trình độ hắn cái này thiếp thân hộ vệ rõ ràng nhất, để hắn tiêu tiền như thế nào phá sản khẳng định không ai mạnh hơn hắn. Muốn nói đến khúc nhạc vũ đạo vẫn là quên đi. Khang thiếu sao có thể hiểu được mấy thứ này? Cũng không dám nhất thời nóng nảy đáp ứng a. À. Cái này muốn thu cực ước, không thừa nhận là nói không giữ lời. Nếu là làm vậy có thể mất mặt đại nhân. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vương Khang dứt khoát đáp ứng. Sắc mặt Chu Thanh Thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. "Vậy xin Khang thiếu bình luận một hai." Lý Thanh Mạn lạnh nhạt nói, không có chút nào thần sắc khẩn trương, nàng vừa hát khúc tên là Cổ Oán, là một thủ lưu truyền cực trọng danh khúc. Tác giả của ca khúc này tuy rằng đã không rõ, nhưng cách hát lại cố định, cách hát của Lý Thanh Mạn tự nhiên là cực kỳ tiêu chuẩn không hề tì vết, mà Vương Khang muốn bới móc, vậy tự nhiên là bới móc cách hát điều này sao có thể vậy ta sẽ nói với ngươi vương khang mở miệng nói thông qua lời nhạc này ta nghĩ hẳn là có thể cho ra ca khúc này là tác giả có cảm tình với quốc thổ lưu vong thế sự ảm đạm liên hệ thân thế của mình lúc này mới mượn cổ oán làm đề tài vương khang vừa mở miệng đã để cho lý thanh mạng hơi ngẩn ra bởi vì bại gia tử này chỉ nghe một lần liền có thể có nhận thức như thế cái này có chút không thể tưởng tượng nổi theo lý thuyết loại này dùng để ký thác tác giả oán hận thê tình khúc nhạc nó chỉnh thể cách hát cơ bản hẳn là trầm trọng ai oán vương khang tiếp tục nói mà ngươi vừa rồi chỗ hát nhưng là mang theo thoải mái vui sướng ý tứ hàm xúc như vậy rõ ràng vấn đề ngươi vậy mà còn không tự biết đây là thứ nhất lý thanh mạng nhất thời ngay dại như thể hồ quán đính đúng vậy đây rõ ràng là khúc không đúng ý trước sau mâu thuẫn sao mình chưa từng nghĩ tới nhưng cách hát truyền đời của đại chúng cứ như vậy, trong đầu của nàng đột nhiên nảy lên một ý niệm, chẳng lẽ cách hát truyền đời là sai? Vương Khang không để ý tới Lý Thanh Mạng dạy ra lại là nói. Thứ hai, toàn khúc chia làm ba đoạn, đoạn thứ nhất bao gồm khúc dạo đầu, hát đoạn gián tấu, đều dùng cùng một làn điệu mà chọn dùng bất đồng phương pháp xử lý, như vậy mới có thể tốt hơn. Thứ ba, khúc dạo đầu dùng thủ pháp nhảy cao thấp 8 độ của đàn thất huyền, trong đoạn hát thì hình thành đồng âm liên tục, như vậy mới có thể biểu hiện ra đặc điểm phong cách của đàn. Đoạn thứ hai là đoạn phát triển, ngay từ đầu đã tiến hành chuyển điệu tạm thời của năm thứ hai, cũng lấy tiết tấu tương đối kiên định, lúc này mới có thể biểu hiện sự oán giận của tác giả đối với thế sự hề hà cứ, tay phiên hồ vân vũ, mà ngươi vừa rồi hát rõ ràng không phải. năm Vương Khang không bao lâu liền nói ra vài điểm, nghe được người xung quanh đều là sửng sốt một chút, tuy rằng không biết nói đúng hay sai nhưng trong đó sử dụng có chút từ ngữ lại có vẻ dị thường chuyên nghiệp bại gia tử này còn có loại kỹ năng này mà lý thanh mạng giờ phút này lại là ánh mắt phức tạp nàng vốn là tinh thông khúc nhạc người người khác không hiểu nàng còn có thể không hiểu vương khang vừa mới chỉ ra mấy điểm có lý có căn cứ hơn nữa dựa theo cách hát mà hắn miêu tả quả thật càng thêm hoàn mỹ càng thêm phù hợp ý cảnh chỉ là hắn làm sao sẽ biết rõ ràng như vậy vậy cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là lưu truyền ca pháp vẫn là sai chỉ bất quá không ai dám đứng ra phủ định mà thôi mặc dù không muốn tin nhưng lý thanh mạng không thể không thừa nhận nàng đúng là thua thở dài nói khan thiếu ta nguyện đánh cuộc chịu thua sau đó nàng lại cắn răng nói chỉ là hy vọng ngươi không nên ép buộc người khác nói xong nàng nhớ tới ám chỉ vừa rồi của vương khang trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng cực kỳ đẹp mắt ha ha vậy sao có thể vương khang cười to nói ta muốn cho ngươi làm rất đơn giản chỉ cần ngươi vương khang lời còn chưa nói xong đã bị thình lình một đạo thanh âm cắt đứt hắn cau mày nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy có một vị nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh hắn ngươi là ai vương khang không khách khí hỏi tại hạ trương cán sinh chính là một người đọc sách nam tử trẻ tuổi cầm lấy quạt xếp ngạo nghễ nói tự hồ thân phận người đọc sách khiến hắn ở trước mặt vương khang có chút tự hào a à, vậy ngươi có chuyện gì vương khang lại hỏi vừa rồi khang thiếu gia tìm lý cô nương có việc giờ phút này sự tình đã nói xong không bằng để cho lý cô nương tiếp tục trở về khiêu vũ dù sao chúng ta rất nhiều người đều là đến xem lý cô nương khiêu vũ trương cán sinh lạnh nhạt nói thì ra là tới anh hùng cứu mỹ nhân, cố ý chọn hắn ngay tại thời điểm muốn nói ra điều kiện chen vào nói, Vương Khang trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của người này. Bất quá chủ ý đánh lên đầu ta, vậy ngươi cũng có chút suy nghĩ nhiều. Vương Khang lạnh lùng nói. Hôm nay nơi này ta bao trọn, ta định đoạt, trương công tử trà rượu tiền, cũng có thể tính ở trên đầu của ta, về phần khiêu vũ. Trương Bính sinh ngạo nghễ nói. Người đọc sách chúng ta từ trước đến nay thanh cao, vô công bất thụ lộc, tiền trà rượu ta có thể tự mình bỏ ra, kính xin khang thiếu gia để lý cô nương trở về khiêu vũ. Nghe nói như thế, vương khang nhất thời nổi giận, ngươi tự cho mình thanh cao ta chính là có nhục nhã nhặn. Ngươi nha đây là cho mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Hết chương này. Chương 6 Ta liền để ngươi nhảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 ta liền cho ngươi nhảy nhìn thần sắc vương khang có chút không đúng lý thanh mạng cũng có chút sốt ruột trương cán sinh là một khán giả thường xuyên đến xem cô khiêu vũ ngày thường cũng sẽ cho chút tiền boa mặc dù đối với hắn cũng không đặc thù hảo cảm nhưng cũng không thể mắc thấy hắn gặp nạn đắc tội cái này siêu cấp bại gia tử có thể có hảo nghĩ tới đây nàng liền đối với vương khang nói không bằng như vậy ta trước tiên đem hôm nay vũ nhảy xong sau đó lại đây bồi ngài thế nào ngồi xuống ta nói hôm nay không nhảy thì không nhảy vương khang lạnh lùng nói hắn khinh thường nhất loại này tự cho là đúng gia hỏa đọc vài ngày sách liền tự cho là bất phàm kỳ thực bất quá là cái nghèo kiết xác tú tài mà thôi nếu là cán bộ này hảo hảo nói chuyện có lẽ vương khang cũng sẽ không như thế còn tự cho mình thanh cao ngươi tự cho mình thanh cao đi dạo thanh lâu cái gì một bên làm chuyện cẩu thả một bên hô to khổng tử viết giả bộ bức bách cái gì? Nhìn đã đứng lên Lý Thanh Mạng, Vương Khang nhướng mày nói. Cho ngươi trở về ngồi xuống, không nghe thấy sao? Vương Khang lúc này sụ mặt, ở phía sau lại có mấy người hầu mắt lạnh, nghĩ đến vừa rồi Vương Khang bình luận khúc nhạc chậm rãi mà nói. Lý Thanh Mạn không khỏi có chút tin phục, lại tự chủ ngồi xuống. Người nói nàng không nhảy, ai nhảy? Lúc này Trương Cán Sinh lại là nói, không chút nào thấy được Lưu Đại Toàn một mực cho đánh ánh mắt. Lưu Đại Toàn sốt ruột dậm chân, những thư sinh nghèo kiết xác này chính là phiền toái, sao không mặt mày cao thấp chứ? Nàng không nhảy thì ngươi nhảy à, Vương Khang dựa vào ghế, uống một ngụm nước trà tùy ý nói. Ha ha! Hắn vừa nói ra lời này, mấy người hầu sau đó đều cười theo. Khang thiếu nói đùa, sao tôi có thể khiêu vũ chứ? Trương Cán Sinh mất tự nhiên nói ta hôm nay muốn xem ngươi nhảy vương khang thanh âm bình thản nhưng không cho cự tuyệt trương bính sinh hiển nhiên cũng có chút mơ hồ theo bản năng nói khách nhân dùng tiền đến là xem lý cô nương khiêu vũ ta cũng không biết vương khang nhướng mày lấy ra một nắm kim tệ đại khái năm sáu cái bộ dáng trực tiếp ném tới trương bính sinh trước mặt có ý gì nhìn trương bính sinh vẻ mặt dại ra lại chọc một cái ném ra ngoài sau đó lại thả ra hắn mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ trong đó ai cũng hiểu. Để cho ngươi nha cho ta trang bức, tự cho mình thanh cao đúng không, không ăn đồ ăn xin đúng không, lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Nhìn trên bàn ước chừng bốn năm mươi cái vàng rực rỡ kim tệ, người xung quanh cũng có chút mơ hồ, bại gia tử này xuất thủ thật sự quá hào phóng, có số tiền này, đủ làm cái bình thường ông nhà giàu. Không ít người trong lòng đều sinh ra một ý niệm, điệu nhảy này nếu để cho ta tới nhảy, sẽ có bao nhiêu tốt trương bính sinh ánh mắt âm tình bất định hiển nhiên cũng là bị những kim tệ này đập có chút mơ hồ trải qua một phen ý thức giao phong qua một lát hắn cắn răng một cái hung hăng nói được nói xong hắn liền lấy túi tiền của mình ra đem kim tệ trên bàn thu vào bên trong nhưng căn bản không bỏ xuống được sau đó lại hướng trong tay áo của mình điền cuối cùng đều thu lại rồi sau đó trực tiếp đi lên khán đài xoay người nhảy dựng lên Định luật đầu tiên của vũ trụ, quả nhiên ở thời đại nào cũng áp dụng, thật thơm. Chứng kiến một màn như vậy, vương khang thống khoái cười to nói. Lưu Đại Toàn, đi cho ta để cho cái kia mấy cái phối nhạc đến điểm kích tình âm nhạc. À, Lưu Đại Toàn ngay người nói. Khang thiếu, cái gì gọi là âm nhạc kích tình? Chính là tiết tấu nhanh, thanh âm lớn. Vương Khang không kiên nhẫn nói, mẹ nó, cùng các ngươi câu thông thật đúng là lao lực âm nhạc đột nhiên chuyển biến trở nên ngẩng cao đầu phối hợp cầm sắc đàn tranh lại có một phen ý nhị khác mà cán bộ kia cũng là một nhân tài nếu đã nhảy lên liền hoàn toàn buông ra vặn vẹo theo tiết tấu có động tác vẫn bắt chước lý thanh mạng xinh đẹp không xinh đẹp có chút cảm giác buồn cười chẳng ra gì nhảy hay lắm vương khang đứng lên hô to lương đại tráng ở phía sau hắn cũng cao giọng hò hét lần này dẫn động toàn trường bầu không khí người của thế giới này sao có thể trải qua loại trận chiến này? tại ngẫn cao đầu âm nhạc dẫn dắt dưới tất cả mọi người học vương khang đứng lên hò hét lưu đại toàn lau mồ hôi trận mắt há hốc mồm nhìn vương khang vẻ mặt kích động không thể không nói tên bại gia tử này thật biết chơi lão tử hôm nay muốn xem thoát y vũ nhảy thoát y vũ bạn thiếu gia lại thưởng ngươi một trăm kim tệ nghe vương khang nói xong người ở đây càng thêm kích động đồng thanh hô to cởi cởi cởi. Hi hi, cảm giác cuộc sống đã đạt tới cực khoái. Đây chính là cảm giác chân thật của Vương Khang hiện tại. Theo người khác gào thét hô to, Vương Khang đang dùng sức phát tiết, mà trong mắt hắn lại có ý nước nhàn nhạt. Hắn biết mình không thể trở về, đây không phải địa cầu, đây là một thế giới khác, liền dùng cái này để kỷ niệm ta xuyên qua cuồng hoang. Lý Thanh Mạng sững sờ nhìn Vương Khang, trong hoàn cảnh như vậy không ai không bị lây nhiễm, cô cũng giống như vậy, tên bại gia tử này thật sự biết chơi nhưng mà giờ phút này nàng lại phát hiện vương khang bề ngoài kích động như nước thủy triều nhưng trong mắt hắn vì sao lại là một phen thần sắc khác đó là loại ánh mắt gì bi ai may mắn hay là buồn cô ấy không biết nhưng là giờ phút này nàng lại phát hiện trước mắt cái này toàn thành nổi danh bại gia tử trên người tựa hồ bao phủ một tầng sương mù để cho nàng nhìn không được có loại muốn thăm dò xúc động tiệc tùng có tốt đến đâu cũng sẽ kết thúc, cùng hoang náo nhiệt đến đâu cũng sẽ tan cuộc, trương cán sinh đã mang theo tiền đi rồi. Không ai sẽ trào phúng hắn, có chỉ là hâm mộ, bởi vì hắn một cái vũ, vì hắn thắng được gần 150 miếng kim tệ thu hoạch. Dưới sự cám dỗ, thể diện thì tính là gì? Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn độc đáo của nó. Vương Khang bình tĩnh ngồi, không có hỉ nộ thật giống như xúc động sau khi tiến vào hiền giả thời gian, phá sản hiển nhiên cũng là như thế. Lúc này lưu trưởng quỷ cầm cái sổ sách hấp tấp chạy tới, hướng vương khang báo cáo nói. Khang thiếu gia, đêm nay tất cả tiêu phí đã thống kê ra, tính cả rượu tiền qua các loại, tổng cộng 120 kim tệ lẻ 35 ngân tệ lẻ 70 đồng tệ. Còn không nhiều bằng trương bính sinh khiêu vũ. Vương Khang nghi hoặc nói. Ngươi cũng không cần số không, cho ngươi 130 kim tệ. Chu Thanh lấy tiền vương khang phân phó ai tạ khang thiếu lưu đại toàn cao hứng tác tập sau đó lại hỏi ngài còn có cái gì cần tôi thực sự có nhu cầu vương khang nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó thản nhiên nói ta muốn mua phong nhã cát của ngươi ngươi thấy thế nào mua xuống lưu đại toàn nhất thời trì trệ hắn làm sao cũng không nghĩ tới vương khang dĩ nhiên là đưa ra yêu cầu như vậy chu thanh thì là vội vàng mở miệng nói thiếu gia cái này không thể được a à, ngài mua xuống dùng để làm gì đương nhiên là hữu dụng rồi vương khang cười nói ta chuẩn bị đem cái này cải tạo thành một nhà nơi ăn chơi tên liền gọi là tại nhân gian ở nhân gian những người xung quanh đều là vẻ mặt che đậy căn bản không biết hắn đang nói cái gì vương khang cũng không để ý tới hỏi ngược lại lưu đại toàn nói thế nào ngươi có đồng ý hay không? Hết chương này. Chương 7 Hiện trường phỏng vấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Phỏng vấn hiện trường nghe được Vương Khang như thế vừa nói, Lưu Đại Toàn nhất thời kích động lên, cuốn quyết nói. Cửa hàng này ta cũng là từ trong tay người khác nhận được, tiếp nhận thời điểm liền tốn 600 kim tệ. Hơn nữa tại ta kinh doanh về sau, lại tốn không ít tiền tu sửa, mấu chốt nhất chính là nơi này đoạn đường tốt a, à, tại này thành năm náo nhiệt nhất trên đường. Bất nói nhảm, nói thẳng bao nhiêu tiền liền xong rồi. Vương Khang cũng không muốn nghe. Khang thiếu thống khoái như vậy, ta đây cũng liền nói thẳng, ngài cho cầm một ngàn kim tệ, cửa hàng này chính là của ngài. Vương Khang như cười như không nhìn Lưu Đại Toàn, người này thật đúng là coi hắn là cái kẻ ngốc bại gia tử. Cửa hàng này cũng chiếm một khu vực tốt những thứ khác không đáng một đồng, còn tu sửa tốn không ít tiền. Gia tường từng tầng từng tầng rơi xuống, bàn ghế cũng thiếu tay chân ngắn. Bị vương khang nhìn có chút sợ hãi, lưu đại toàn gian nan nói. Khang thiếu, đến từ ta tiếp nhận nhà này cửa hàng, liền không có kiếm qua tiền, ngài dù sao cũng phải để cho ta kiếm chút đi. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất ổn, hắn đúng là có chút mở miệng sư tử chủ tiệm trước bởi vì phạm phải chuyện, nhu cầu cấp bách tiền vật đánh quan hệ, sốt ruột bán ra. Hắn lúc ấy chỉ tốn 300 kim tệ liền mua xuống, bây giờ chào giá tăng thêm mấy lần, cũng là bắt được vương khang, như vậy phá gia tử không hố, còn hố ai? Một ngàn kim tệ nhiều lắm, ta tuy phá sản nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy. Vương Khang trầm giọng nói. Vậy ngài ra bao nhiêu tiền? Lưu Đại Toàn có chút sốt ruột, sợ Vương Khang lại không mua ta thấy tối đa 400 kim tệ là đủ rồi. Vương Khang còn chưa nói chuyện, Lý Thanh Mạng ở một bên mở miệng nói. Hả? Vương Khang ngay người nhìn nàng, không rõ vì sao nàng lại nói như thế. Lưu trưởng quỷ chí từng ngày tiếp nhận phong nhã các này ta liền ở chỗ này sướng khúc khiêu vũ, những chuyện này ta nhưng là đều biết, ngài tiếp nhận thời điểm chỉ tốn 300 kim tệ, chẳng lẽ còn muốn ta nói tỉ mỉ sao? Nàng làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc trước đánh cuộc thua bởi vương khang đáp ứng người ta một việc nàng vì vương khang nói chuyện cũng là nghĩ hy vọng vương khang có thể thả nàng một lần đừng đề cập quá phận yêu cầu lưu đại toàn trừng mắt nhìn lý thanh mạng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý thanh mạng sẽ nói ra quả nhiên nữ nhân là không đáng tin cậy xem ra là nói đúng này lưu đại toàn thật coi hắn là cái coi tiền như rác vậy mà như thế ngồi xuống đất lên giá khang thiếu cái này nàng là nói bừa Ngài đừng tin tưởng. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi, 500 kim tệ, ta muốn." Vương Khang nói. "Ngươi tiệm này những người này đều lưu lại cho ta, chủ yếu nhất chính là trên đại cái kia mấy cái phối khúc." Lưu đại toàn cắn răng một cái, như vậy cũng là kiếm, hắn cũng không dám nói nữa, sợ Vương Khang trở mặt. "Tiền mà nói ta nơi này chiếm thời gian không đủ 500, chỉ có đại khái 200 kim tệ." còn lại ngươi ngày mai đi phủ bá tước tìm ta lấy. Vương Khang lại là nói. Ta đây đi chuẩn bị khế đất mua bán sách, ngài chờ một chút. Không bao lâu, Lưu Đại Toàn liền chạy trở về, người này xem ra là đã sớm chuẩn bị tốt muốn bán, mua bán văn thư đã sớm chuẩn bị tốt. Ký tên ấn dấu tay, tâm tình Vương Khang rốt cục cũng thoải mái hẳn lên, hắn ở thế giới này cũng có một cửa hàng, cần phải chuẩn bị thật tốt một phen. Vương Khang nhìn phía sau mấy cái tôi tớ, cười nhạt nói, "Lão Mã, có hay không hứng thú làm cái trưởng quỷ a? À? Nếu muốn mở cửa hàng khẳng định là muốn, tìm một người phụ trách, hắn cũng không muốn mỗi ngày ở đây nhìn chằm chằm." Thiếu gia nói đùa, lão bộc đấu chữ không biết nửa cái, thật sự là làm không được, lão bộc chỉ muốn hầu hạ bên cạnh thiếu gia. Lão Mã liên tục xua tay. "Vậy phải làm sao đây?" Lương Đại Tráng. "Người này khẳng định không được." để cho hắn làm chó săn còn được để cho hắn làm lão bản cửa hàng này hai ngày liền phải vàng chu thanh càng không được đây chính là bảo tiêu hộ vệ của hắn phải đi theo bên cạnh hắn thế giới này cũng không yên ổn nhất là loại phú nhị đại bại gia tử thanh danh như hắn đừng bị bắt cóc không người có thể dùng a à. vương khang cũng không muốn hồi phủ bá tước tìm người đây dù sao cũng là hắn cửa hàng của mình vậy cũng chỉ có thể tuyển dụng tại hiện trường vương khang nghĩ nghĩ đứng lên hô to bổn thiếu gia hiện tại muốn mời một trưởng quỷ bỗng lộc một trăm kim tệ bao ăn ở có năm hiểm một kim yêu cầu thể mạo đoan trang nhân phẩm tin tưởng quan trọng nhất là phải hiểu số học lúc này trong phong nhã các còn có không ít người nghe xong tiếng la của vương khang nhất thời sửng sốt lập tức cuống quyết chạy về phía vương khang năm hiểm một kim gì đó bọn họ nghe không rõ nhưng bỗng lộc một trăm kim tệ lại nghe được rõ ràng làm gì có thể có nhiều tiền như vậy? Cơ hội này còn không mau nắm lấy. Chu Thanh mang theo lương đại tráng đi duy trì trật tự, vương khang hô to. Đều cho ta xếp hàng, không theo trật tự trực tiếp hủy bỏ tư cách. Rất nhanh tại vương khang an bài hạ, tại vì thế cổ đại, một hồi khác lạ mặt hiện trường phỏng vấn bắt đầu. Tính danh, quê quán, tuổi tác giới thiệu một chút. Vương Khang nhíu mày nhìn một thanh niên gầy gò tướng mạo hèn mọn trước mặt hỏi. Tiểu nhân tên là Vương Nhị Tiểu, người thôn thượng táo huyện Phụng Tân Dương Châu, tuổi 28. Thanh niên gầy gò có chút khẩn trương nói. Học qua toán học chưa? Vương Khang lại hỏi. Học. Qua. Được, vậy ta hỏi ngươi, này có gà mái 10 con, gà trống 10 con, gà con 10 con, tổng cộng có bao nhiêu con? Cộng có. Thanh niên gầy khúng núng đếm ngón tay, một lát sau vẫn không trả lời được mẹ nó ngay cả cơ bản nhất cộng pháp cũng không biết báo cáo sai sơ yếu lý lịch vĩnh viễn không tuyển dụng kế tiếp vương khang đánh nhịp khang thiếu cho ta một lần cơ hội a à, ta cũng họ vương chúng ta 800 năm trước là một nhà a à. thanh niên gầy gò lớn tiếng hô to bị chu thanh nâng ra ngoài vương khang có chút thất vọng xem ra thời đại nào cũng là nhân tài khang hiếm vậy mà còn có một người ngay cả một cộng một là bao nhiêu cũng không biết hiểu được tính toán là điều kiện tất yếu hắn muốn tìm người, sổ sách cũng tính không rõ còn làm trưởng quỷ như thế nào, hơn nữa hắn còn muốn ra sức trùng kiến, phải tìm một người khôn khéo. Thời xưa xưa nay không coi trọng số học, hôm nay lại là chân chính kiến thức được, còn có một ít rõ ràng là tới góp đủ số, tuổi đều bằng hắn gia lớn, còn chống gậy tới tham gia phỏng vấn. Lúc này ánh mắt Vương Khang đột nhiên sáng lên, bởi vì trước mặt dĩ nhiên là một cô nương thanh tú điều này làm cho Vương Khang có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Cô nương sao lại tới? Chẳng lẽ Khang thiếu kỳ thị phụ nữ sao? Trong điều kiện của ngài hình như không nói phụ nữ không được. Vương Khang lạ chả cười hỏi. Họ tên, quê quán, tuổi tác. Ta tên Đường khinh Di, nhà ở Thành Tây, năm nay 18, cô gái này bề ngoài lại đoan chính. Vương Khang đánh giá Đường khinh Di, nàng ăn mặc mộc mạc nhưng sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan đoan chính thanh tú. Có từng học qua toán học không?" Vương Khang lại hỏi. "Chưa từng học qua." Vừa nghe lời này Vương Khang nhất thời có chút nhục chí, cô nương. Khuôn mặt không thể làm cơm ăn a, à, phải có chân tài thực học. Ngay tại Vương Khang vô lực chuẩn bị hô tiếp theo lúc, Đường Khinh Di lộ ra trắng nõn hàm răng bổ sung nói. "Bất quá, ta hiểu." Hết chương này. Chương 8. Về sau xin gọi ta lão bản bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8. Sau này xin gọi tôi là ông chủ nghe được Đường Khinh Di kiên định lời nói Vương Khang đến một tia hứng thú, lười biến hỏi. Này có gà mái 10 con, gà trống 10 con, gà con 10 con, mà mỗi con gà trống lại có thể ấp 10 con gà con, hỏi có gà tổng cộng bao nhiêu con. Nghe xong vấn đề, Đường Khinh Di nghi hoặc nói. Khang thiếu gia kia, ta từng nuôi gà, gà trống không thể đẻ trứng ta nói có thể sinh là có thể sinh. Vương Khang trừng mắt, trả lời vấn đề. Thiếu gia này cũng thật không nói đạo lý. Đường khinh Di lầm bầm một câu, sau đó nói. Tổng cộng có 130 con gà. Di, người xác định. Vương Khang nhíu mày. Ta xác định. Đường khinh Di kiên định nói. Dĩ nhiên trả lời đúng, không đơn giản a, à, còn có thể hỗn hợp nhân pháp. Vương Khang suy nghĩ một chút hỏi này có 36 con gà mái, ba lồng gà, muốn đem mỗi con gà bình quân bỏ vào trong lồng gà, mỗi lồng gà nên thả mấy con gà. 12 con. Đường khinh Di không cần nghĩ ngợi nói ra đáp án, ánh mắt còn có chút quái dị, tự hồ là nói có thể ra vấn đề khó trước hay không. Có chút ý tứ. Vương Khang gật gật đầu, đây là hắn cho tới bây giờ gặp được số học tốt nhất, vậy nên hảo hảo khảo thí ngươi. Hắn lại hỏi. Này có gà ông một, đáng giá 5, gà mẹ 1, đáng giá 3, gà con 3, đáng giá 1. Phạm trăm tiền mua gà trăm con, hỏi gà ông mẹ các con bao nhiêu? Vấn đề này là một bài toán thời xưa, vấn đề trăm tiền, xuất phát từ thời Nam Bắc Triều, đề này đối với người hiện đại cũng không khó, chỉ cần liệt kê một phương trình bất định là được. Đối với người xưa thì hơi phức tạp. Vương Khang trong đầu hồi tưởng, nhìn đường khinh di khẽ cười nói. Vấn đề này có khó khăn, xem ngươi có thể trả lời hay không đường khinh di không nói gì nhắm mắt trầm tư còn thỉnh thoảng trong miệng nhỏ giọng nhắc tới cái gì qua đại khái một khắc đồng hồ nàng mở mắt nói có thể mua bốn con gà trống mười tám con gà mái cùng bảy mươi tám con gà con ta đây lại cho ngươi một trăm tiền cho ngươi lại mua một trăm con gà đến nhưng không cho phép chỉ có bốn con gà trống vương khang lại là hỏi đường khinh di lại bắt đầu suy tư Bất quá lần này chỉ dùng không đến 10 phút nói. Có thể mua 8 con gà trống, 11 con gà mái và 81 con gà con. Ánh mắt Vương Khang sáng lên, cô nương này thật sự có thể a, à, cái này đều đáp được. Tiếp tục điều kiện tương tự, ngươi còn có đáp án không? Vương Khang tiếp tục hỏi. Mà lần này Đường Khinh Di ngay cả nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp ra, gà trống 12 con, gà mái 4 con, tiểu 14 con ngươi là như thế nào cho ra đáp án? Vương Khang nghi hoặc hỏi, cổ đại lại không có phương trình tổ, hắn rất tò mò. Vấn đề này của Khang thiếu gia quả thật rất khó, nhưng ta phát hiện ra một bí mật. Bốn con gà trống đáng giá 20 tiền, ba con gà con đáng giá một tiền, tổng cộng số gà là 7, số tiền là 21. Còn bảy con gà mái thì sao, số gà là 7, số tiền cũng là 21, nếu ít mua bảy con gà mái, thì có thể dùng số tiền này mua thêm bốn con gà trống và ba con gà con như vậy trăm gà vẫn là trăm gà trăm tiền vẫn là trăm tiền cho nên chỉ cần cầu ra một đáp án căn cứ loại pháp tắc này lập tức có thể cầu ra đáp án khác lợi hại nhìn đường khinh di chậm rãi mà nói trong lòng vương khang tán thưởng nhân tại a à, nhạy bén thông tuệ như thế vẫn là tương đối hiếm thấy máu chốt lớn lên cũng không tệ lắm cái này càng khó có được nghĩ tới đây vương khang trong lòng đã có quyết định sắc mặt nghiêm túc đối với đường khinh di nói ngươi về sau không cần gọi ta khang thiếu gia a à, đường khinh di mờ mịt chớp mắt sau này cậu gọi tôi là ông chủ là được vương khang bổ sung vừa nghe lời này đường khinh di càng mờ mịt chúc mừng ngươi ngươi trúng tuyển từ nay về sau ngươi chính là ta ở nhân gian nơi tổng giám đốc vương khang cười nhạt giải thích chính là này gia phong nhã các trưởng quỷ. Lần này đường khinh di nghe hiểu, nàng kích động nói. Nói như vậy ngài dùng ta. Đúng vậy. Vương Khang gật gật đầu. Cảm ơn Khang thiếu gia, cảm ơn Khang thiếu gia. Đường khinh di cúng quyết đứng lên, kích động nói cảm ơn. Gọi là gì Khang thiếu gia? Vương Khang nhíu mày nói. Nhớ kỹ, sau này phải gọi tôi là ông chủ. Vâng, ông chủ đường khinh di phản ứng cực nhanh cười nói vương khang hài lòng gật gật đầu một loại cảm giác thành tựu khoan thai mà sinh sản khoái thật sự là quá sản khoái đã tìm được người vương khang lại phân phó những người còn lại của chu thanh giải tán đi sau đó hắn liền mang theo đường khinh di ở tiệm chuyển ra nói nhà này phong nhã các ta nếu tiếp nhận cái tên kia nhất định là muốn sửa về sau liền kêu tại nhân gian đường khinh di nỉ non cái tên này không tệ, rất có nội hàm a. À, nhìn ánh mắt hưng phấn vương khang, nàng cảm thấy đồn đãi quá không thể tin. khang thiếu gia này, đầu giống phá sản a. À, nhìn vấn đề người ta hỏi, có nhiều tiêu chuẩn, chỉ điểm này rất nhiều người liền không đạt tới. nhưng mà câu nói tiếp theo của vương khang khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm. lúc này bọn họ đi tới trước quầy, vương khang chỉ vào quầy cũ nát nói, cái này nguyên lai like cho ta hủy đi dùng thượng hạng gỗ thật một lần nữa chế tạo hơn nữa nếu so với cái này dài mặt ngoài đều phải dùng lưu ly bao bọc còn có toàn bộ mặt đất cũng một lần nữa trải ra đều dùng đá cẩm thạch ân còn có vương khang chỉ vào sắp tróc ra tường da còn có này bốn phía vây mặt tường toàn bộ dùng màu vàng nhuộm một lần nữa phấn sơn bất quá chất lượng thuốc nhuộm tựa hồ rất kém cỏi vương khang âm thầm suy tư lại nói như vậy ngươi thêm chút phấn vàng vào thuốc nhuộm tóm lại ta muốn cảm giác kim tệ huy hoàng, hiểu chưa? Nhìn đường khinh di vẻ mặt dại ra, vương khang lại nói. Quên đi, biết ngươi cũng không nhớ được, sau đó ta vẽ phát thảo đánh dấu cho ngươi một chút. Mà giờ phút này đường khinh di quả thật ngây ngẩn cả người, toàn bộ quầy đều dùng lưu ly bao bọc. Sản xuất lưu ly cực kỳ phức tạp, màu sắc lưu vân ly, trong suốt long lanh, rực rỡ lóa mắt. Cũng bởi vậy giá cả cực kỳ cao, dân gian rất khó có được thậm chí một số thời điểm nó so với ngọc khí còn trân quý hơn bình thường chỉ có hoàng gia còn có một ít quý tộc thượng đẳng mới dùng được về phần đá cẩm thạch mặc dù không quý trọng bằng lưu ly nhưng giá trị cũng xa xỉ hơn nữa còn phải thêm bột vàng vào trong thuốc nhùm quét tường đây thật sự là quá xa xỉ bại gia tử a đường khinh di không nói gì ngưng nghẹn nhìn vương khang còn có chút ý còn chưa hết chính mình đi theo một vị bại gia thiếu gia như vậy thật không biết là phúc hay họa tất cả những cái bàn ghế này đều ném ra ngoài cho ta tìm thợ mộc tốt nhất làm lại bản vẽ ta sẽ giao cho ngươi vương khang còn đang nói hắn càng nghĩ càng hưng phấn nếu là dựa theo hắn tưởng tượng thiết kế ra kia thật sự là đương thời trâu bò nhất xa hoa nhất nơi ăn chơi tuyệt đối độc nhất vô nhị về phần vấn đề lợi nhuận vương khang cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này thế giới này lại là người nghèo nhiều nhưng người có tiền đồng dạng cũng không ít chỉ cần có tốt hưởng thụ, mỹ lệ hoàn cảnh không ai có thể cự tuyệt, hắn biết hiện tại tất cả mọi người đem hắn trở thành bại gia tử. Nhưng vậy thì sao? Chờ đến khi công thành chân chính, sáng mù mắt chó của các ngươi. Hết chương này. Chương 9. Diễn viên sinh ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Diễn viên ra đời giờ phút này người trong phong nhã các đã không nhiều lắm nhưng đều đã bị lời nói của vương khang làm cho sợ ngay người dựa theo yêu cầu của vị gia này chỉ sợ không có một vạn kim tệ ngăn không được thậm chí có đủ hay không vẫn là hai điều hào thật sự là quá tự hào bại gia cũng quá phá sản mới vừa thu hồi tới một cái cửa hàng nát liền như thế đầu nhập mọi người theo bản năng nghĩ đến cái này bại gia thiếu gia chính là vì xa xỉ hưởng thụ sao có thể nghĩ đến vương khang sẽ có kiếm tiền ý niệm trong đầu thiếu gia nghĩ lại à đây cũng không phải là một số lượng nhỏ chu thanh run rẩy nói làm hộ vệ bên người thiếu gia hắn có nghĩa vụ dẫn dắt thiếu gia dựa vào tiêu phí quan chính xác mà những người khác đều đã choáng váng dù là lý thanh mạng cũng là như thế hắn phát hiện mình càng xem không hiểu cái này bại gia thiếu gia đúng lúc này bên tai nàng đột nhiên vang lên thanh âm vương khang đúng rồi vừa rồi chúng ta không phải đánh cuộc, ngươi thua, còn đáp ứng ta một việc, hiện tại ngươi nên thực hiện hợp đồng. Đến rồi, Lý Thanh Mạn tim đập thình thịch, hy vọng cái này bại gia thiếu gia sẽ không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, nếu hắn dám đề cập. Cho dù là vi phạm hứa hẹn cũng không cho hắn sống khá giả, Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ đến. Ở cái này phong nhã các hát khúc vũ đạo, hiện tại ta muốn ngươi chính thức gia nhập ta thiên thượng nhân gian. Trong tưởng tượng của hắn, Lý Thanh Mạn là một khâu rất quan trọng dưới sự đóng gói của hắn, hắn có lòng tin để cho hắn trở thành ngôi sao cấp hiện tượng của thời đại này. Thiên thượng nhân gian, Lý Thanh Mạn nỉ non, nàng có chút khó hiểu. Vương Khang giải thích: Ta muốn ngươi chính thức đến bên ta ca hát khiêu vũ, đương nhiên cũng chỉ có vậy. Ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm những chuyện khác. Mặt khác ta còn có thể trả lương bổng hậu hĩnh cho ngươi. Đây là chuyện ngươi muốn ta làm. Lý Thanh Mạng cau mày, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, anh thấy thế nào? Nghe vậy, Lý Thanh Mạng bật thốt lên. Tôi tưởng anh muốn Vương Khang như cười như không nhìn Lý Thanh Mạng, ranh mạnh nói. Ta nói Lý cô nương, ngươi không phải là nghĩ sai đi. Mới không có. Lý Thanh Mạng kiều quát, tuy nói như thế nhưng gương mặt trắng nõn của nàng lại đỏ ửng. Nhìn khuôn mặt kiều mị kia, trong lòng Vương Khang không khỏi rung lên, lập tức không giấu vết quay đầu đi ngăn chặn dục vọng trong lòng bây giờ vẫn là chính sự quan trọng hơn hắn lại nói đến chỗ ta ta sẽ dạy cho ngươi một khúc nhạc vũ đạo hoàn toàn mới ngươi tuyệt đối sẽ thích thế nào khúc nhạc gì lý thanh mạng tò mò hỏi cái này sau này cậu sẽ biết vương khang thừa nước đục thả câu tốt ta đáp ứng Lý Thanh Mạng nhớ tới lúc trước Vương Khang đánh giá nàng hát khúc chậm rãi mà nói, kiên định đáp. Nàng có loại cảm giác kỳ quái, tên bại gia thiếu gia này tự hồ cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy, có lẽ sau này hắn thật sự sẽ làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Lại một chuyện quan trọng đã định, Vương Khang thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện còn lại giao cho đường khinh Di làm, nào có chuyện ông chủ phải tự mình làm. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với đường khinh Di nói còn có một chuyện rất trọng yếu, chính là từ hôm nay trở đi phong nhã các chính thức đổi tên thành thiên thượng nhân gian, bản hiệu cũng muốn làm lại, ta muốn dùng tốt nhất gỗ liêm chế tạo. Hơn nữa thiên thượng nhân gian bốn chữ, phải làm thành mạ vàng chữ to, phải có khí phách huy hoàng cảm giác. Dừng một chút vương khang lại nói. Còn có từ giờ trở đi, ngươi liền muốn bắt đầu tìm thợ thủ công, về phần hao phí ngươi trực tiếp đi phụ bá tước tìm điền quản gia muốn là tốt rồi vương khang nói xong đem treo ở bên hông đại biểu cho thân phận của hắn lệnh bài cho đường khinh di nói có cái lệnh bài này ngươi có thể tự do ra vào phủ bá tước sau đó hắn lại bổ sung tóm lại nơi này hết thảy đều do ngươi phụ trách có cái gì không hiểu hỏi ta là được đường khinh di trận mắt há hốc mồm nhìn lệnh bài nặng trịch trong tay gian nan nói khang thiếu gia ngài liền đem chuyện quan trọng như vậy chính mình giao cho ta làm nghe vậy vương khang ha hả cười nói ngươi là người thông minh hẳn là có thể hiểu được cái gì gọi là nhân nhỏ mất lớn huống chi tiền của bổn thiếu gia còn sợ người khác tham sao giờ khắc này đường khinh di cảm thấy ánh mắt vương khang sáng ngời đáng sợ tự như có thể nhắm thẳng vào lòng người đồng thời nàng cũng cảm giác được một loại ấm áp được người tín nhiệm thản nhiên mà sinh khang thiếu gia tôi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đường khinh di kiên định nói phải gọi ông chủ Lần sau không nhớ được khấu trừ lương bổng a, Vương Khang bất mãn nói. "Vâng, ông chủ." Đường Khinh Di đứng thẳng tắp sáng ngời hô một tiếng. "Không sai, có tiền đồ." Vương Khang vỗ vai cô khen ngợi. Lại nói, "Đã như vậy, vậy bản thiếu gia đi về trước, phong nhã các chính thức đóng cửa, cho ta nắm chặt thời gian, ta muốn trong thời gian nhanh nhất để thiên thượng nhân gian khai trương." Ngay khi Vương Khang chuẩn bị rời đi, lúc này có vài nam tử trẻ tuổi mặc quần áo tinh xảo nối cửa mà vào dẫn đầu là một công tử nhẹ nhàng bộ dáng tương đối anh tuấn chỉ là môi của hắn hơi mỏng làm cho người ta có một loại cảm giác âm nhu công tử này vào cửa ánh mắt quét bốn phía nhìn thấy vương khang ánh mắt sáng ngời sau đó dùng cực kỳ khoa trương thanh điệu cao giọng nói khang thiếu gia a à, có thể nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt nhìn thấy người này thân thể vương khang ngẩn ra đồng tử cũng co rút lại người này hắn nhớ rất rõ ràng. Liễu Thành Chính là hắn cùng với mấy cậu hữu khác, dụ dỗ vương khang trời mưa thả diều, dẫn đến kẻ xui xẻo bị sét đánh chết. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tới tìm ta. Vương khang trong lòng cười lạnh không thôi, sắc mặt vẫn tươi cười nghênh đón như thường. Khang thiếu gia thật sự là quý nhân phúc đại, lôi cũng không đánh chết ngươi. Liễu Thành cười nói, ngươi không biết cho là đang nói đùa, nhưng vương khang lại biết người này là có ý ám chỉ tại sao ta không bị đánh chết chẳng lẽ liễu đại thiếu rất thất vọng sao vương khang liếc hắn một cái lạnh nhạt nói liễu thành vỗ quạt vô cùng đau đớn nói ngày đó nhìn thấy khang huynh gặp chuyện không may nội tâm của ta thật sự khó an ăn, ăn không ngon đêm không ngủ được khang huynh ngươi phúc lớn mạng lớn nếu là ngươi có chuyện bất ngờ bảo ta mặt mũi nào gặp phụ thân ngươi phú dương bá tước đại nhân liễu thành nói chính là kêu một cái bi thảm chỉ sợ đại bộ phận người đều sẽ bị hắn lừa gạt thật sự là diễn viên ra đời vương khang cảm thấy người này thật sự là rất biết diễn kịch thấy vương khang không nói lời nào liễu thành lại nói bất quá nói đi cũng phải nói lại lão tạc thiên này thật đúng là đáng giận lại không có mắt như vậy dám đánh khang thiếu ngươi vương khang có chút không muốn nghe hắn nói chuyện người này quá dối trá để cho hắn cảm thấy có chút ghê tởm bất quá trước mắt quan trọng nhất là phải trả lại tiền nợ ánh mắt vừa chuyển trong lòng có chủ ý nghĩ tới đây hắn liền nói với liễu thành và mấy người phía sau bản thiếu gia ta vừa mua nhà này phong nhã cát còn chuẩn bị tiêu phí số tiền lớn một lần nữa tu sửa một chút làm chúng ta ngày sau tụ hội vui chơi chi dụng các ngươi thấy thế nào hết chương này chương 10 nói trở mặt liền trở mặt cẩu hữu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Nói trở mặt liền trở mặt cậu hữu nghe vậy, Liễu Thành cười tán thưởng. Lúc mới tới trên đường còn nghe không ít người bàn tán về khí phách hào hùng của Khang Thiếu. Tất cả chi phí đêm nay do Vương Công Tử trả, nói vậy những lời này, ngày mai sẽ truyền khắp toàn thành. Đúng vậy, vẫn là Khang Huynh hào khí. Khang Thiếu mới là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Sau đó mấy người cũng đều ông quyền nịnh nọt đây là tuyệt chiêu bọn họ quen dùng ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc nhưng vương khang cũng không phải kẻ xui xẻo đầu óc của hắn đặc biệt thanh minh có chút khó xử chẳng lẽ cái này tu sửa cần phí tổn thật lớn ta xem các vị có phải hay không đem khất nợ tiền của ta trả lên vừa nghe lời này liễu thành mấy người sắc mặt nhất thời thay đổi liễu thành đem vương khang ông kéo đến chỗ ít người nói khang huynh làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra việc này chúng ta không phải đã ước định việc này chỉ có mấy người chúng ta biết là ta không tốt nhất thời lỡ miệng vương khang buồn cười nói bất quá ta nói nhưng đều là lời nói thật a à, tu sửa này cần phí tổn không ít ta đây đại kiếp nạn vừa qua phụ thân cũng không cho phép ta quá mức đùa giỡn khang thiếu ngươi xem là như vậy liễu thành có chút mất tự nhiên nói mấy người chúng ta gần đây đâu trong tay đều tương đối chặt chẽ nhà ngươi đại nghiệp đại còn thiếu mấy cái tiền này. Số tiền này, thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, theo vương khang từ trong trí nhớ của tên xui xẻo biết được, đám người này trước sau từ trong tay hắn cầm đi chừng 8 ngàn kim tệ. Con số này đã rất lớn, vương khang vừa biết cũng khiếp sợ, đây thuần túy là lấy kẻ xui xẻo làm hai kẻ ngốc. Lấy danh nghĩa mượn tiền lấy tiền, nhưng không có bất kỳ hóa đơn vay nợ nào, rõ ràng là muốn bôi nhọ, hơn nữa cuối cùng lại bày ra chuyện mưu sát loại chuyện này vương khang sao có thể nhẫn mà thu hồi số tiền này chính là bước đầu tiên nghĩ tới đây vương khang lại nói liễu huynh liễu gia các ngươi ở dương châu thành coi như là ngoại trừ vương gia ta đệ nhất đại hộ đi không đến mức thiếu chút tiền ấy a à? còn có đồng việc ngươi nhà ngươi coi như là nhà của tiểu phú đi vương khang mỗi điểm đến một người sắc mặt bọn họ liền trở nên khó coi một phần Lúc này Liễu Thành lại cười nói: "Hôm nay các huynh đệ cố ý chạy tới xem ngươi, Khang huynh cũng không thể bởi vì chút tiền ấy tổn thương hòa khí của mọi người chứ." Tuy nói như thế, nhưng ta lời này đã thả ra ngoài, cũng không thể để cho ta mất mặt, Vương Khang lại là nói: "Như thế nào cũng phải cho cái kỳ hạn đi. Xem ra hôm nay Khang huynh quyết tâm đòi số tiền này." Liễu Thành đột nhiên lạnh lùng nói: "Cũng không phải ta quyết tâm a." À, Vương Khang đột nhiên hô to: Lúc này lại mấy người hướng bên này nhìn tới. Rồi sau đó hắn lại thấp giọng nói: "Thật sự là ta gần đây thiếu tiền a, à? tính cách của ta tất cả mọi người đều biết, một ngày không tiêu tiền, cả người khó chịu a." À? Nghe xong lời này, Liễu Thành đột nhiên sắc mặt buông lỏng, lạnh nhạt nói: "Không biết Khang huynh có nghĩ tới một vấn đề hay không, giữa chúng ta chưa từng có giấy vay nợ gì a. À? Các ngươi có ý gì?" Vương Khang cố ý sụ mặt nói: Liễu Thành hừ lạnh một tiếng, nếu Khang huynh thật sự bức quá gấp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, có phải hay không a, à, các huynh đệ? Đúng vậy, chúng ta quan tâm thân thể Khang huynh, đặc biệt tìm tới nơi này, Khang huynh gặp mặt liền đòi tiền chúng ta. Khang huynh bất nhân trước, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nhìn sắc mặt ác liệt của mấy người, Vương Khang cũng không có ngoài ý muốn quá lớn, rốt cục lộ ra bản tính. Chiếm tiện nghi đã quen, có một tia không thuận theo hắn, sẽ thay đổi sắc mặt, đạo lý này hắn quá rõ ràng. Thấy Vương Khang không nói lời nào, Liễu Thành vỗ vai hắn nói. Khang huynh, ta xem số tiền này bỏ qua đi, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Các ngươi quả nhiên là không chuẩn bị trả sao. Vương Khang lạnh lùng nói, nếu đã trở mặt, Vương Khang cũng lười lại hư cùng quỷ xa. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Khang, trong lòng Liễu Thành tuôn ra vài phần bất an luôn cảm thấy vương khang hôm nay không giống với trước kia đúng như vương khang suy nghĩ bọn họ cũng không phải thiếu tiền bọn họ chỉ là muốn chiếm tiện nghi của kẻ bại trận hừ bất quá một tên bại gia tử ngươi thì có thể thế nào huống chi phía sau ta cũng có người liễu thành âm thầm nghĩ lập tức lạnh lùng nói không trả tốt một khi đã như vậy ta đây chỉ có thể tự mình đến cửa đòi vương khang lạnh nhạt nói chê cười, không có nhân chứng, không có giấy vay nợ, chỉ bằng ngươi một cái miệng, chúng ta tự thiếu nợ ngươi tiền a, à, ta xem ngươi là bị sét đánh choáng váng đi. Ta ở trong phủ chờ ngươi đến, Liễu Thành cười âm hiểm bò bên tai Vương Khang thấp giọng nói. Ta cũng không sợ ngươi, nếu như vậy liền nói rõ với ngươi đi. Biết Liễu gia ta cuộc khởi như thế nào không? Là bởi vì có thứ sử đại nhân nâng đỡ, Vương gia ngươi không có khả năng vẫn độc đại bất quá những thứ này ngươi là kẻ phá gia tử sẽ không hiểu. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một câu, lúc trước chúng ta tới gần ngươi chơi với ngươi, chính là vì tiền của ngươi, cũng là bởi vì ngươi ngốc, ngươi cái bại gia tử. Rồi sau đó cười ha ha nói. Chúng ta đi. Nói xong hắn liền mang theo mấy người đi cùng hắn rời đi. Hóa ra là như vậy sao? Thứ sử động dịch vũ vì chèn ép phủ bá tước mới nâng đỡ liễu gia đứng lên, như vậy sau lưng ám hại hắn, lại có người bày mưu đặt kế hay không vương khang âm thầm nghĩ chỉ cảm thấy nơi này nước thật là rất sâu bất quá cũng có chút buồn cười nhân tính chính là ti tiện như vậy trước kia còn xưng huynh gọi đệ mấy người cứ như vậy quyết liệt hơn nữa còn là tự nhiên như vậy hồ bằng cẩu hữu quả nhiên là không đáng tin cậy a à. vương khang nhìn bóng lưng mấy người liễu thành rời đi trong ánh mắt lóe ra vài tia lãnh ý bất quá nếu các ngươi coi vương khang ta là kẻ ngốc vậy các ngươi chính là kẻ ngốc thật sự. Ngày mai phải đi thu hồi số tiền này, sau đó lại tính nợ ám hại, chúng ta từng khoản từng khoản đến. Thiếu gia, không sao chứ? Lúc này Chu Thanh đi tới hỏi. Không có việc gì. Vương Khang lạnh nhạt đáp, lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Sau đó Vương Khang lại phân phó vài câu, liền muốn trở về, dù sao trước đó bị thương cũng có chút mệt mỏi. Thời gian đã gần chạng vạn, dư huy màu vàng kim chiếu trên đường có một loại mỹ lệ khác. Vương Khang đi rất chậm nhìn trái nhìn phải, hắn đang quen thuộc thế giới này, đi trên đường phản phất là đi tới kiếp trước giả cổ phố, chẳng qua nơi này càng thêm chân thật. Thế giới này cũng không yên ổn, có rất nhiều quốc gia độc lập, kết cấu tương tự như thời chiến quốc. Mà quốc gia của hắn lại là triệu quốc nằm ở khu vực trung bộ đại lục, triệu quốc có ba hành tỉnh, diện tích không tính là nhỏ, dưới hành tỉnh còn chia làm quận. Vương Khang ở tỉnh Tây Sơn, quận Giang Hạ, thành Dương Châu. Trong đầu nhớ lại địa vực hóa phân, trong lòng Vương Khang cũng có một cái đại thể lung lạc. Đường phố thành Dương Châu rất rộng rãi, trên mặt đất đều trải đá xanh, có vẻ sạch sẽ mà gọn gàng. Những thứ này đều phải quy công cho lão cha tiện nghi của Vương Khang, phú dương bá tước này vì Dương Châu kiến thiết ra không ít lực, cũng bởi vậy hắn ở Dương Châu có danh vọng rất cao. Đang suy nghĩ, đột nhiên có một trận tiếng gấp truyền đến giả, giả, giả. Đúng lúc này từ phía sau xuyên tới một trận tiếng quát to, mấy con khoái mã ngay tại giữa đường cái chạy băng băng mà đến. Đều cho bản công tử tránh ra, đụng ngã bản công tử đại khái không chịu trách nhiệm, đầu lĩnh lập tức, một vị mặt hoa phục thiếu niên hét lớn, trong tay roi ngựa vang lên không ngừng. Hết chương này.